giảm giá 50k trên một chiếc bình giữ nhiệt như này. Chiếc bình giữ nhiệt này đầy đủ màu sắc cho các bác anh nhà mình lựa chọn, với dung tích của nó là 300ml nhá. Các bác đi làm văn phòng này sử dụng ngay cho em là đựng một tách cà phê này, đấy giữ nóng 3 đến 4 tiếng và giữ đá 3 đến 4 tiếng giúp em nhá. Đầy đủ màu sắc đây. Ngoài những cái mẫu bình giữ nhiệt mini như này ra, bên nhà em còn những cái size vừa này. Size này là 520 này và size này là 480 này. Giá chỉ có hơn 100 nghìn thôi. Đấy, loại này thì là KD nhá, hàng này hàng inox này. Inox 304 giúp em này, giữ nóng cả ngày, giữ đá đến 2 ngày cho em. Lắp hoàn toàn bằng inox các bác anh nhà mình nhá. Đây, em sẽ giới thiệu chi tiết bên trong cho các bác xem này. Tặng kèm thêm các bác một cái chắn trà này. Inox thì full miệng bình này. Tặng thiết kế thêm cho các bác anh nhà mình cái dây đeo như này, này để phù hợp cho các bác để xe đạp này hoặc là mang đi làm này, đi học này. Đấy, cực kỳ là tiện lợi nhá. Mẫu này là bên nhà em đang bán với giá là 250.000. Ngày hôm nay giảm giá tại video này của em Lan còn có 200.000 miễn phí vận chuyển cho các bác ca nhà mình nhá. Đấy, mẫu này là bình bình này có cả đo nhiệt độ cho các bác ca nhà mình nhá. Inox 304 này. Đấy. Bên trong thiết kế cho các bác thêm một cái chắn trà như này. Các bác đựng nước này, đựng trà này, sử dụng rất là thích hợp nhá, bởi vì nó rất là nhỏ gọn và tiện lợi. Em đang bán mẫu này với giá là 230.000 các bác ạ. Cực kỳ là rẻ nhá. Ngoài những cái mẫu bình giữ nhiệt nhỏ ra, bên em còn những cái bình size lớn như thế này. Đây là bình giữ đá, giữ nhiệt này, giữ nóng cả ngày, giữ đá đến 2 ngày giúp em. Đầy đủ các size từ 6 lít, 8 lít, 10 lít và 12 lít giúp em nhá. Lắp là lắp giữ nhiệt đây. Đấy. Chất liệu hoàn toàn bằng inox này, cực kỳ là dày xịn này. Loại rẻ hơn nhà em cũng có các bác nhá. Giá chỉ từ 300.000, 250.000 này. 300.000, giảm giá ngay 50.000 một bình cho tất cả các mẫu bình. Giá bình 6 lít giá chỉ từ 300.000 đồng này, bình 8 lít là 350.000 đồng nha các bác anh mình nhá. Cực kỳ là dày xịn luôn. Các bác em mua về để quán ăn này, mua về gia đình có việc đây, sử dụng ngay cho em mẫu bình như thế này nhá. Rất là tiện lợi cho các bác anh nhà mình. Ngoài những cái mẫu bình này bên em còn có bình hồ lô này, hồ lô to và hồ lô bé. Đây, trên tay em đang giới thiệu cho các bác một mẫu hồ lô to nhá. Mẫu này là 3 dung tích là 3 lít này, tặng kèm cho các bác anh nhà mình thêm một cái dây da như này nhá. Rất là tiện lợi. Các bác anh nhà mình có thể là mua về đựng rượu này, đựng nước này hoặc là mang đi du lịch này. Các bác anh nhà mình để làm vật sưu tầm đều được giúp em nhá. Chất liệu hoàn toàn bằng inox 304 giúp em này. Cực kỳ là dày xịn luôn. Đấy, bình này là 3 lít các bác đựng rượu thoải mái mang đi du lịch hoặc là để trưng bày trang trí đều được giúp em nhá. Mẫu này em đang bán với giá là 550.000. Ngày hôm nay giảm giá cho các bác ca nhà mình còn có 450.000 thôi, bao phí ship đến tận nhà, nhận hàng, kiểm tra hàng giúp em. Mẫu này còn có lại 1 lít 7 nữa, giá là 300.000, giảm giá ngay cho các bác ca nhà mình còn 270.000 nhá. Bao ship về tận nhà cho các bác. Ngoài bình hồ lô ra, bên nhà em đang giới thiệu cho các bác một mẫu bình tông Ai Cập như này. Đấy, tặng kèm các bác thêm một cái bao da rất là xịn luôn. Bao da vàng bò nhá, có hình con gấu. Đấy. Bên trong này, chất liệu hoàn toàn bằng inox nhá. Cực kỳ là dày xịn. Cái này có dung tích là 1 lít rưỡi giúp em. Có sống này, thiết kế hoa văn họa tiết này. Inox bao đẹp cho các bác nhá. Sử dụng khi đi đựng nước này, đựng rượu này hoặc các bác có thể làm vật trưng bày này. Mẫu này thì em cũng báo giá luôn cho các bác là hơi bị đắt. Đấy, giá chỉ có hơn 600.000, ngày hôm nay em giảm giá cho các bác còn 550.000 nhá. Đây. Mặt này của nó rất là dày các bác anh nhà mình nhá, cực kỳ là xịn luôn. Đấy, giảm giá ngay tại video này của em Loan này, với giá là 550.000 thôi. Bác nào anh nào mà đang xem được video này của em nhá Loan nhá. Số điện thoại em Loan để trên màn hình kia. Đấy, các bác anh nhà mình mà đang ưng bộ sản phẩm nào thì cứ bình luận lên giúp. Ngoài những mẫu này ra, bên nhà em đang rất là hot những cái mẫu bình giữ nhiệt inox 316 này nha các bác nhá. Hàng là hàng USA này. Chất liệu của nó này inox 316 này. Lắp hoàn toàn bằng inox cho em nhá. Bên ngoài in logo dập nổi này. Đấy, mở lắp uống nước rất là dễ dàng đây. Đấy. Em sẽ giới thiệu chi tiết bên trong cho các bác anh nhà mình nhá. Tặng kèm các bác thêm một lọc trà này, chắn trà này. Bên trong này in logo dập nổi inox 316 này. Tặng kèm các bác thêm một cái dây đai này, tặng kèm các bác thêm một cái dây đai nhá. Mẫu này thì có gờ chống sốc cho các bác anh nhà mình. Đây. Gờ chống sốc này, các bác có thể để nằm nghiêng này, ngang này, mang đi rất là tiện lợi nhá. Đấy, thay thế các bác anh nhà mình có thể là pha luôn cả thuốc lá, ấy, thuốc cây ấy. Sử dụng ngay cho em cái mẫu bình này nhá. Giữ nóng cả ngày, giữ đá đến 2 ngày cho em. Giữ nhiệt cực kỳ là tốt các bác ạ.
Đấy, mẫu này thì có tay cầm cho các bác để có thể là mở ra đóng vào rất là tiện lợi luôn. Mẫu này nhà em đang có đầy đủ từ 1,3 lít này, 1,7 này, 2 lít và 3 lít 2 nhá. 3 lít 2 nhà em đây. 3 lít 2 thay thế cho các bác một chiếc bình xích thủy luôn. Đấy, 3 lít 2 đây, cực kỳ là to. Bác nào thích sử dụng mẫu to thì sắm ngay cho em mẫu bình 3 lít 2 này nhá. Em báo giá từng mẫu cho các bác nhá. 1 lít 3 này em đang bán với giá là 345.000 các bác ạ. Đấy. 3 lít 2 này bán giá với giá là 590.000, giảm giá ngay cho các bác còn có 570.000 thôi. Đấy, bao phí ship đến tận nhà, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp em nhá. Bác nào anh nào mà đang xem được video này của em Lan, nhớ là cho em Lan xin một nút đăng ký kênh và nút follow kênh. Số điện thoại em Lan để trên đường like đây rồi ạ.